để nhập một bảng khối lượng từ file sao mẫu bằng vào một tiện ích, chọn một import bảng khối lượng từ file sao mẫu. Mục này sẽ hiện lên khi bạn đã chọn một cái file dự toán. Nếu bạn chưa chọn thì nó mờ đi. Thì tôi quay lại chọn toán. Sau đó tôi quay lại import cái bảng khối lượng từ file sao mẫu. Khi bạn chọn file import bảng khối lượng từ file sao mẫu và dự toán, màn hình sẽ thể hiện như bạn thấy. Mục đích của chức năng này là bạn có thể dùng file Excel do chương trình xuất ra để mang đi cái máy khác nhập liệu khi máy khác không có chương trình dự toán Doluxa. Sau đó bạn đưa vào chương trình dự toán để tính toán lại các file Excel, hoặc dùng các file Excel từ các chương trình khác để làm cơ sở dữ liệu cho dự toán mà bạn đang chọn. Phần này đặc biệt cần thiết cho các đơn vị thi công. Khi các đội thi công chuyển cái bảng khối lượng làm bằng file Excel từ công trường về công ty để tổng hợp lại thành một dự toán, hoặc lập dự toán bởi các chuyên viên tính dự toán riêng biệt, mỗi người tính một số nhóm công tác sau đó nối lại với nhau. Khi bạn chọn file Excel mẫu chứa nội dung quy ước theo thứ tự sắp xếp thì chương trình sẽ tự động đọc cái dòng dữ liệu đầu tiên đưa lên cái bảng mẫu trên màn hình để bạn xem. Khi đó bạn có thể click chọn các cái cột mà bạn biết là nó hiện hữu hay là không hiện hữu trên file Excel đó. Chương trình sẽ tự động sắp xếp lại các cột, sắp xếp lại dữ liệu cho đúng với nội dung các cột. File Excel mẫu được quy ước như sau. File có thể có nhiều sheet, nhưng sheet chứa dữ liệu cần import phải có tên là khối lượng, và sheet này phải đang kích hoạt. Kích hoạt có nghĩa là đang hiện hữu, đang mở. Như vậy không kích hoạt. Như vậy là kích hoạt. Sheet khối lượng này cần có 3 cột bắt buộc ở vị trí sau cùng là cột mã hiệu, cột diễn giải và cột khối lượng. Tức là 3 cột này. Cột tầng và cột nhóm thì có thể có hoặc là không có. Nếu chúng ta bỏ trống cột tầng này thì chương trình sẽ tự động gán với công việc thuộc tầng 1 đến tầng 4. Nếu chúng ta bỏ trống cái cột nhóm thì chương trình sẽ tự động gán cái công việc này thuộc nhóm thứ 25. Cột mã hiệu. Cột mã hiệu thì bắt buộc cái mã hiệu đầu tiên phải là mã hiệu có trong cái bộ đơn giá, chứ không được dùng mã hiệu giá tạm tính. Và cái cột mã hiệu này phải được kết thúc bằng 5 cái dấu amoc. Các cái dấu chấm trong cái ký hiệu của mã công việc được bỏ qua. Nếu như là cái file Excel mẫu của bạn có những cái dấu chấm trong cái mã công việc thì chương trình sẽ tự động bỏ qua cái dấu chấm này. Cột diễn giải công việc và chiết tính khối lượng nằm ở cột tiếp theo. Cái dòng phía trên của nó là dòng diễn giải công việc, và kế tiếp là diễn giải chi tiết tính khối lượng của cái công việc đó. Và tiếp tục sau khi diễn giải xong hết cái phần chi tiết tính khối lượng thì lại lặp lại bằng diễn giải công việc. Cột cuối cùng là cột khối lượng. Cột khối lượng thì chúng ta chỉ cần khối lượng tổng của một công việc, không cần khối lượng chi tiết của từng dòng diễn giải. Nếu cột này có chứa khối lượng của từng dòng chi tiết thì chương trình cũng bỏ qua. Nếu dòng chi tiết khối lượng đã tính sẵn, biểu thức tính, dấu bằng và kết quả nằm sau nó thì chương trình sẽ tự động lấy vào và không tính lại. Ta quay trở lại cái chương trình dự toán. Để chọn cái file Excel mẫu, bạn có thể gõ trực tiếp cái tên file vào đường cũng như đường dẫn của nó vào cái ô này. Nếu không chắc thì bạn có thể ấn nút này để tìm chọn file. Sau khi chọn xong cái file dữ liệu chứa cái sheet khối lượng đang kích hoạt thì dữ liệu sẽ tự động load lên như trên màn hình bạn xem. Ở đây chương trình cũng thông báo cho bạn biết là chi tiết khối lượng của file Excel sẽ được nối vào cái dự toán mà bạn đang chọn với cái tên là như thế này. Và dữ liệu của cái file Excel như bạn thấy nó có chứa số 1 đến số 4 và số 000, có nghĩa là cái file Excel này có cái sheet hiện hữu là khối lượng có cột
hiện hữu tầng và nhóm. Do đó bạn phải list chọn cột tầng và nhóm để sắp xếp lại dữ liệu theo một trật tự quy ước. Bạn cũng có thể tham khảo các cái hướng dẫn về file Excel mẫu bằng cách là đọc thẳng trên màn hình các cái ký hiệu cũng như là các cái lưu ý, hoặc là bạn có thể nhấn F1 để đọc hướng dẫn. Sau khi chọn xong các cái dữ liệu cũng như là list chọn các cái cột thích hợp, bạn ấn nút chọn để nối file dữ liệu của file Excel vào cái dự toán đang chọn. Chương trình đã nối xong và thoát.